bên ngoài nó xuống độ nó lạnh, sắp có tuyết nó lạnh quá, nên mình với ông xã mình vô trong mo là đi đi theo người ta đi bộ đó, sáng tập thể dục đó, đi bộ trong trong mo, với lại sẵn mình giới thiệu với cả nhà xem là cái mo nhỏ cũng gần nhà mình ở đó có bán những gì luôn nha cả nhà. Bây giờ theo mình đi vô từ bằng cái cửa có hàng bán quần áo như Sibani nè. Là buổi sáng nên cái hàng nó còn hơi vắng nha cả nhà. Lớn mà rộng hả? Vậy là nó có mấy cửa ra vô được nha cả nhà. Nó đây có điêu lờ với lại xe rồi cũng lớn. Xe thì nó bán luôn kim khí điện máy với lại sửa xe xe hơi rồi luôn, nhưng mà sau này nó mua đi rồi nó đóng lại. Điêu lờ cũng vậy. Điêu lờ thì nó bán vậy.
đồ dài với giày. Sao bật về nè? Qua đây tiệm vàng. Oh, okay. I'm sorry about you. Nhiều to lắm, quay đi hết cả ngày luôn. Chỉ quay sơ với quần áo thôi. Còn cái kia là nó bán đồ trong nhà, gối, đồ nệm, đồ yeah. Mình khỏi mất công mình quay rồi. Chủ yếu là mình cho cả nhà xem thời trang thôi. Cho nhà bếp cho nó
bán gói rồi, thôi khỏi đi, mình thẳng qua bên đây. Vừa túi tiền mình xài luôn. Bán hiệu BB được ha. Oh sorry. Đây là cái phần mình tính tiền check out. Sớm như vậy là đi exercise không á cả nhà. Cửa hàng sách tới cái nguồn khích mịch đó, nó bày đồ ra giữa đường đi là đông lắm, bán đồ nhiều bên dãy khu vực đồ ăn á. Rồi ăn cho mình đi sao mình đi shopping mà hỏi hay là sao mấy em đó, mình có thể mình ra đây mình ăn, có tiệm tàu này, tiệm tàu đây nè, bán đủ thứ, mình muốn order gì có đó, đủ xà, đủ các loại bánh trái. Đây nó đang xây dựng cái cửa hàng mới, chắc có ai mới
ngon lắm, cái vị trò này ngon luôn á cả nhà. Tiệm này thì đa số là tiệm này là chỉ muốn là học sinh được không, cho trẻ nhỏ ha. Đối diện với mình đó là đây là một cái rạp chiếu phim. Tướng cái mô nào của ở bên Mỹ nào nó cũng có cái cửa hàng ăn với lại rạp chiếu phim ở trong đó nha cả nhà. Đó. Giờ này nó đóng rồi. Giờ này đóng, nó chiếu phim thường thường dắt chiều. Mấy cái theater sức. Mới được đúng cái lực của nó, còn mà không đúng là phải trả lại. Và mà mỗi lần câu mình được bao nhiêu con, nó có lực hết trơn rồi cả nhà. Chỉ mình lấy cái lưỡi câu này. Nè, nó chỉ được cho mình khỏi mất công mình bị giấy đấy. Cái rô. Trời ơi, chụp này cũng được.
dục mà cũng làm được bịch quần áo nữa, thấy sợ quá. Có cái tập vô đây ra đây mấy cái máy game, tôi để mấy game khu vực mà để em chơi, để mấy game nhiều lắm. Đây có nhiều cái cửa hàng chuyên môn, nó bán dài không à. Mình có cái này hoài. Đủ các loại dài nha, dài nam nữ. Để em đồ đều có hết mà, đủ các loại, các thương hiệu hết. Trong đây cũng nhiều cửa hàng bán dài đó, cửa hàng quần áo nó cũng có bán dài, nhưng mà bên đây là đặc biệt có bán dài không? Dài với giới thôi. sinh nhật của nó, gia đình rồi vô mướn chỗ sinh nhật cái là cho chơi luôn.
chơi bowling, chơi đủ thứ đó, rồi chơi chưa là đi lại đâu không hả? Đâu 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 đi lại bên kia anh, cái đó là xe à, cái cửa hàng dài, cái hàng dài bên đó là cái hàng dài thể thao đó. Mình dẫn con em mình vô chơi quýt kè, nó sẽ đi chơi hoặc là mấy con thú cho nó cởi vòng vòng đây nè cả nhà. Đây là cửa hàng bán đồ lót, một cái thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới luôn. Mặc vô rất là đẹp, rất là vừa dặn cho mình luôn đó cả nhà. Có đứng size của mình là rất là đẹp luôn đó. Một năm chị cửa hàng này là nó có cái sale lớn lắm, có sale vào dì Năm, khỏe không dì Năm? Cảm ơn. Dạ. Okay, dạ. 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 Đây là cái nhà cái một năm nó sale có hai lần thôi, một lần là tháng 1 không anh, là sau new sau Christmas là nó mới sale nha cả nhà. Rồi xong rồi tới là Uniform, cái lễ mà quốc khánh của Mỹ sau cái ngày đó thì nó bắt đầu nó sale. Nó sale rẻ lắm, nó sale có khi sale cả nửa giá luôn đó. Đây thì mấy có nhiều, cũng có nhiều thương hiệu thương nhân nó ấy đó. Sớm quá nhiều cửa hàng nó chưa mở cửa anh thấy không? Có nhiều cửa hàng ở bên đây nè, khu vực này có nhiều cửa hàng đó là nó mở cửa theo mùa nữa nha cả nhà, chứ không phải là nó bán qua năm suốt tháng, mùa nào nó bán cái mùa đó, nó bán đồ lễ hội thì nó bán đồ lễ hội đó. À, giờ này là những người đi tập thể dục không? Đa số là giờ này là những người mà đi tập thể dục mới là đi, mà mình thấy xung quanh đây đi là những người đó, người ta đi bộ đó, người Mỹ cũng vậy, người ta đi bộ dữ lắm luôn á. Còn người Việt của mình thì đi sớm hơn hoặc là đi trễ hơn, tại vì người ta làm theo ca theo giờ. Bên đây là cửa hàng này là bán đồ, là đồ đá ẹp, đồ giảm cân. Thì mấy hàng Olivia nó bán đồ nhiều lắm luôn. Cái này thì giá nó phải chăng bình dân lắm, ai mua cũng được, cũng dễ. Đi lại đi để má ba chờ. Tiết nó sắp đổ rồi, mình cũng phải lật đật mình đi ra để hỏi chút nữa, lạnh lắm. Đây thì trước đây chưa bao giờ em vô trong cái chỗ này á, nó bán đồ cũng đẹp, cái rồi bên khu này thì bán đồ mà điện gia điện thoại rồi đó, ba cái vỏ điện thoại, ba cái sim rồi. Có nhiều cửa hàng điện thoại tư nhân mới vô đi, nó thuê đó, nó bán cái gì miếng dán ha, dán với cái vỏ điện thoại rồi. Đây là cái hiệu quần jean này, cái hiệu của cái to này nó hơi tiếng Úc phần không anh? Yeah. Như nó bán là quần là mấy defend đi cồ không? Đúng rồi, cái nó bán cái cửa hiệu một cái loại quần jean cũng nổi tiếng lắm luôn, là mấy defend đi cồ. Quần này đẹp lắm luôn, con gái mình thích lắm luôn. Đây này đồ cho những cái lứa tuổi mà từ 40 tới 50 là nhiều,
quên là cái chỗ kẹo ha. Ở trong đây có một cái cửa hàng kẹo, nhưng cái nhà nó bán đủ thứ các loại kẹo, kẹo dẻo, kẹo cho hết, đủ cái loại hết. Rồi xong á, rồi mình vô mình tự mình chọn, nó đưa cho mình, rồi mình lấy cái bịch ra mình chọn, rồi mình cân thứ ít ít. Cái này là cái GameStop. Ok. Đó, mình cũng là... rồi cái mình tự đem xong xuôi rồi á, mình đem ra nó cân tính tiền. Còn cái này là cái GameStop, đây bán game đồ đó cho mọi tầng lớp, game đồ. Cái gì anh rành game thì anh nói đi. Thôi. Hết chơi không đó. Đủ các loại game hết cho cả nhà. 10 năm về trước là trà đạo cũng vô đây. Mấy đứa con mình là đây nè. Mỗi lần mà có con thú gì mà ra mới của biểu tượng của game ha. À, nó vô nó kêu mình mua cho bằng được thôi à. Thích lắm luôn. Này cũng này là một cái cổng khác của đi ra đường ra vô của mall ha. Bây giờ nó đang trang trí lại phải. Trẻ em rồi đó, những người bệnh tật rồi đó, người ta muốn đi shopping có xe rồi này, cho mình thuê mình lấy mình đi vòng vòng. Hôm nay cửa hàng bán giả dấp rồi đó nha, giả dấp với lại dụng cụ may mặc nhiều chỉ, lắm, kim chỉ đều tụi mình da thì dụng cụ may mặc giả dấp quần áo rồi đủ nhiều lắm luôn. Hồi xưa mình bấm lỗ tai đây. Chỗ này là bấm lỗ tai với đồ mà trang sức, đồ cho trẻ em, rồi đồ giả đó cả nhà. Mỹ thì nó thích mấy cái này. Đây là cửa hàng bán quần áo này dành cho giới trẻ nè. Những trò chơi của trẻ em hay
tiểu bang mình, hoặc là mấy cái chỗ câu lạc bộ thể thao rồi. Và đó là do hồi xưa là nó bán đồ kim khí điện máy, nhưng mà sau này thì nó không bán, nó bu đi. Bây giờ cái to khác nó về đây. Còn cái này là cái cream để mình bôi lên người đó hả? Quá trời luôn. Điện không? Đủ rồi, mà cái loại này là quá trời. Đi bên đây đi nè. Nó ra nhiều cái hàng mới quá. Mà cái loại này là thơm lắm. Còn cái này là cái sáp thơm để cái nến mình đốt cả nhà. Đốt cho thơm nhà. Nói chung là nó bán tất cả những gì dụng cụ làm thơm người với làm thơm nhà, đúng không? Thơm người, thơm nhà và thơm xe. Có đó có bán đồ để lên xe đẹp lắm luôn. Kiểu đủ mình mùi, đủ màu luôn á. Đủ cái này kiểu mới luôn ra nè. Thích kiểu nào cũng được mà đủ mùi luôn nè. Con gắn vô xe rồi thơm lắm nào. Lấy ra xong cái mình gắn cái miếng này vô mà má ba. Ô bình ra cái mình gắn vô. Cái này đẹp hơn. Dạ. Yeah. Đẹp ghê không? Mình để ngay trước cái gì qua nè, cái lỗ hổng. Cái xe. Y như trang trí luôn ha. Giờ mấy cái đồ gắn tường cũng đẹp quá anh, thấy không anh? Nó làm trang trí cái tường mình luôn.
chưa? Giờ buổi sáng mình cùng đi dạo với cả nhà nha, vòng vòng quanh cái mall nhỏ ở khu mình. Cuối cùng mình chào cả nhà một buổi sáng an bình và hạnh phúc. Chúc cả nhà luôn vui vẻ. Với lại mong cả nhà vào cùng video của mình, cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người, cùng đăng ký nha cả nhà. Mình rất cần sự ủng hộ của cả nhà đó. Chân thành cảm ơn nha. Bye, tạm biệt.